Ca bệnh 26 tuổi tại thủ đô Bắc Kinh nhận được sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc vì lịch trình hoạt động trước khi được phát hiện dương tính với virus. Người phụ nữ này từng đi đến một số cửa hàng bán đồ xa xỉ trong thành phố trước khi xuất hiện triệu chứng của COVID-19. Tuy nhiên, thông tin về nguyên nhân, địa điểm lây nhiễm bệnh và tình trạng hiện tại của cô thì chưa được công bố. Một thông tin khác đó là các quan chức Bắc Kinh đã tìm thấy dấu vết của biến chủng Omicron trên một bưu phẩm gửi từ Canada mà bệnh nhân này đã nhận được. Thông qua điều tra dịch tễ học và so sánh dữ liệu diện rộng, bệnh nhân không có tiền sử tiếp xúc với bất kỳ nhóm nguy cơ nào, bao gồm khách du lịch trong nước, khách đến từ các khu vực nguy cơ bên ngoài Bắc Kinh hay các trường hợp từng mắc COVID-19. Giải trình tự gen cho thấy virus thuộc chủng biến thể Omicron BA.1 khác với các trường hợp trước đây ở Bắc Kinh và chủng biến thể Omicron được báo cáo gần đây ở các tỉnh và các thành phố khác của Trung Quốc. Vì vậy, nó không nằm trong cùng chuỗi lây truyền cộng đồng. Chúng tôi không loại trừ khả năng bưu phẩm gửi từ nước ngoài chính là nguồn lây bệnh cho người này. Lịch sử dịch tễ cho thấy bệnh nhân sống và làm việc tại quận Hải Điến và không ra khỏi Bắc Kinh trong 2 tuần trước đó. Hơn 13.000 người có liên quan đã phải xét nghiệm, trong khi tòa nhà và nơi làm việc của bệnh nhân bị phong tỏa. Bắc Kinh đang tính đến việc áp dụng các biện pháp phòng dịch mạnh mẽ hơn. Cho đến nay, các chuyến tàu nối Bắc Kinh và Thiên Tân, tâm dịch mới của Trung Quốc, đã phải dừng hoạt động. Bắc Kinh cũng đã hạn chế các chuyến bay quốc tế, cũng như yêu cầu những người từ địa phương khác vào thủ đô phải có giấy xác nhận âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ. Quy định này sẽ được thực hiện kể từ ngày 22 tháng 1 tới.